Ok và chào mừng cả bạn đã cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Tức Bom Đẹp Dài, mã số 02 đến từ Dubai đây anh em ơi. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện cái thử thách, đó chính là nhặt súng ở trên King Khí Cầu. Sau khi mà UB41 cập nhật thì cái King Khí Cầu nó đã trở lên như thế này đấy anh em ơi. Đó, đu lên trên này và nhặt súng. Khi mà anh em ở trên này ấy, thì anh em không thể làm mà bắn xuống được nha anh em nhá. Và ở dưới cũng không thể làm bắn lên được. À đu lại sờ ca, trời ơi. Tôi không nói với các bạn là vừa nãy mình đã quay 5 trận đâu, toàn sờ ca. Sờ ca trong tay, thổi bay đầu địch. Full đỏ luôn các bạn thấy không? Không một viên nào vàng luôn, bắn thế mới gọi là đẳng cấp. Ông vua highlight Đức Mõm. Rồi thì thử thách hôm nay cũng khá là ok đấy. Mà tôi thực hiện thử thách cho anh em thì anh em cũng phải thực hiện thử thách cho tôi. Bây giờ tôi đố anh em thực hiện thử thách. Bấm like bằng tay, đứng im. Trời đất ơi, sao mình lại bắn full vàng nhở? Lâu lâu cũng phải bắn full vàng tí, không người ta bảo hack. Đấy, thì cái thử thách mà bấm like bằng tay thì nó là quá... Ui, đau đấy. Thì nó là quá khó đối với các bạn luôn. Bởi vì là khi các bạn mà ấn like bằng tay, các bạn không thể nào nhìn được cái nút like. Bạn nào mà không làm được ấy thì chứng tỏ bạn đã mắc cùi bắp luôn, ok? Rồi rồi, có một thằng địch có công mình. Lúc này thì anh em không lên ở lại mà bắn nhau nó, bởi vì là lúc này nó cũng móc anh em à. Bây giờ mình phải móc ngược lại luôn, đây phải gọi là hack lão anh em ạ. Tôi, hacker Đức Mom đã xâm nhập vào bộ lão của bạn. Đó, các bạn thấy không? Thằng địch định hack lão mình trong khi mình hack lão nó. Thằng này biết. Mình vừa thấy một thanh niên vào trong nhà gà để ăn trộm trứng gà anh em ạ. Chắc là bạn này đang rất là đói, bây giờ mình sẽ cho bạn này ăn nhá. Ok, bạn há mồm ra, một viên kẹo đồng. Rồi sau B41 thì cái nhà gà cũng được sửa anh em ạ. Đây này, có một cái góc ở đấy phía cửa sổ, anh em nhảy xuống đây nhá. Ví dụ bây giờ mà có đồng đội nó công lên thì anh em có thể xử lý ở góc này được. Ví dụ như mình đang solo squad như thế này ấy, thì chắc chắn thằng này có đồng đội. Đấy, vừa nói xong thằng áo cam mà chạy đâu? Mày chạy lên huyện này, ok. Vậy là chắc là vẫn còn anh em ơi, thằng này mới chỉ cục. Đây, đi đâu đây? Thề luôn anh em ạ, em Kelly ngây ngô thực sự luôn. Đúng kiểu yêu đời em ạ, kiểu ở trên có bắn nhau tao không cần biết. Việc của tao là cứ chạy tung tăng. Chắc chắn là cổng trời sẽ rất là đông anh em ạ. Rồi, ô, cái gì ấy? Mình đang nhìn thấy cái gì ấy? À, người, mình tưởng là cái máy phóng anh em ạ, nhìn nó nhỏ ấy, mình tưởng là cái máy phóng. Với lại dạo này cũng già rồi anh em ạ, mắt mũi nó kém. Đầy hòi hàng về đây chứ đâu, húp. Rồi, ui, nó đứng sau cái ô tô khó bắt tâm á. Ui, ở đây đông ấy. Với lại là cái khinh khí cầu ấy nó cũng không có mấy khẩu súng tiểu liên như kiểu là MB40, M887 nhờ. Không thì mình sẽ ra công nó dễ hơn. Bắn sơ ca này nó cứ lúc khó chịu thực sự luôn. Rồi rồi, lại có xe đến nữa, ui, ở đông thế. Đúng rồi, tông nó bạn ơi. Đúng rồi, mình ủng hộ bạn. Nó lại đi qua thằng kia như kiểu là không có chuyện gì xảy ra vậy anh em. Rồi, ui, may quá mình còn đúng 5 máu anh em ạ. Rồi, các bạn cứ bắn nhau đi, mình cứ bơm xong mình siêu cấp đã rồi tính tiếp. Rồi một thanh niên mình nhảy xe xuống, không biết mình ở đây luôn. Headshot này. Ui, thằng kia bị thằng nào bắn đây. Mất một kill của mình rồi anh em ạ. Ở đâu ta? Hình như ở trên nhà đá sao đúng không? Đích thị là ngày ở trên nhà đá. Từ mình bơm xong bình này mình ra mình check nhá. Rồi, thằng nào KS kill mình thì nó sẽ có một cái kết. Đấy, cái kết là ra chơi trận mới. Đứng im, chơi lì luôn. Nhưng mà tính ra là mình cũng hơi liều pha đấy anh em ơi. Bởi vì là mình đứng mặt đối mặt với nó mà nó có thể là nó lúc được vào trong tường rồi nó ra nó trả lại sát thương. Nhưng mà có một cái lợi thế là sờ ca của mình có chip anh em ạ, nên là nó bắn rất là nhanh. Đồng đội à. Từ nhá, bạn chưa cứu được thằng bên trên đúng không? Bây giờ mình sẽ cho hai bạn chết chung luôn. Rồi, thì anh em ơi, dạo này mình đang rất là đói ăn ấy, mình đang không có tiền. Nên là các bạn giúp mình nhá, bởi vì là sơ hở là mình quảng cáo anh em ạ. Cứ lâu lâu mình lại đổi game một lần chơi cho mới mẻ, chơi nhiều một game nó cũng chán anh em ạ. Thì hiện tại mình đang kiếm được một con game chơi khá là hay luôn, thì đối với anh em biết đấy là game gì. Mà thôi, không để anh em đoán già đoán non nữa thì mình cũng sẽ giới thiệu luôn cho lắm nhá. Đây là con game chiến lược phiêu lưu giả tưởng hoàn toàn mới, trò chơi chiến lược 4X với các yếu tố MMO, cho phép khám phá một thế giới giả tưởng với vô vàn khả năng phi thường. Vì sao tôi lại nói đây là một con game cực kỳ cuốn? Bởi vì game sở hữu bản đồ 3D khổng lồ cùng với địa hình chân thực, mở rộng không gian để thách đố khả năng chiến lược của anh em đấy. Với các chế độ sau: PvP, PvE, GPE, GVG, COD mang đến hàng vạn chiến trường để anh em tha hồ tung hoành. Và khi trải nghiệm, COD đòi hỏi anh em cần phải sử dụng rất nhiều chất xám, vì game có hỗ trợ thao tác chiến lược theo thời gian thực ở cấp độ mm luôn. Anh em nào mà chán với game mà thao tác không chân thực thì vào game luôn đi còn gì nữa. Anh em phải thật khéo léo khi sử dụng mối quan hệ khắc chế và thuộc tính binh chủng để có thể khắc chế địch để giành chiến thắng. Trên hết, COD trở nên hoàn toàn khác biệt nhờ vào sự đổi mới, cải thiện và phát triển lối chơi. Game còn có một binh đoàn có thể tấn công ở tầm xa, vượt mọi loại rào cản. Anh em thao sáng tạo đội quân bất khả chiến bại để chinh phục COD luôn nha. Mình thấy con game này có một hoạt động thú vị phết, đó là khiêu chiến rồng dữ. Còn có 3 streamer chiến cùng để đưa người chơi đi tranh đoạt kho báu hiện kim thực sự. Và còn có cả đạo cụ quý giá trong game nữa. Như thế đã đủ để anh em bước chân vào thế giới chiến tranh chân thực chưa? Một con game quá hay và chân thực đến từ đội ngũ của Riot Dragons. Quá chiến, anh em tải ngay, link sẽ để dưới phần mô tả và phần bình luận của clip này nha. Ok anh em. Rồi, có một thằng, nó ở trong cái nhà này mà mình không biết là nó chạy lối nào, thôi cứ đặt một quả keo ở bên đấy đã. Ôi, rồi, thằng này boss anh em ạ, không tính tiền.
Thôi xong rồi, tính ra từ vị trí này nó quá nguy hiểm đối với mình, bởi vì là ở dưới bắn này, hai bên bắn này. Rồi thằng này thò đầu ra. Mày thò đầu ra cạo đầu mày luôn. Ok, ở bên kia có một thằng nhá, xong rồi bên tay trái mình có một thằng luôn. Thôi bạn ơi, mình xin. Ui, mình xin. Ui, chết rồi, bắt tâm. Có thằng nào không? Ui, anh em có hiểu không? Cay lắm. Đây thì mình vừa sang trận mới anh em ạ. Không biết là có nhặt được khẩu gì ngoại sờ ca không, chứ mình cứ nhặt được sờ ca. Thôi. Chịu luôn. Đây có một thằng nó đi một mình, nó lên trên nhà như kiểu là không có chuyện gì xảy ra anh em ạ. Nó thấy mình nó đi như ở bot ấy. Chắc là thằng này nó xem nhiều kênh Đức Mom TV anh em ạ. Đấy, tác hại của việc xem thằng Đức Mom TV quá nhiều, xong là ảo tưởng sức mạnh, đi solo squad tách team luôn. Ui, khui này đông đấy. Ra đây vớ vẩn hút vội được 3-4 kill anh em ạ. Rồi, ui thằng này đặt kèo anh em ơi. Tiếp theo xem trên này có thằng nào không. Đây, hàng về, ok. Đấy, ở trong nhà đấy ít nhất phải còn 1-2 thằng nữa anh em ạ. Đấy, bây giờ là mình sẽ ke cái thằng ở cái mặc định này. Bây giờ lòi cái đầu ra. Rồi, hút vội 2 kill anh em ơi. Kill đã đi. Đây, thằng này chạy lăng quăng này. Cứ phải gọi là ngon anh em ạ. Đấy, cứ ra đây bú liếm kill. Ui, thằng này có kỹ năng anh em ạ. Không biết là nó từ đâu nhở. Ở đằng sau mình cũng có này, nhưng mà chắc là nó bắn từ phía dưới. À, hình như nó ở trong. Ừ đấy, trong cái nhà em ạ. Đồng đội thằng kia. Khiếp hồn con trồn. Ui, thằng này nó bắn đau cực em ơi. Đấy, em thấy không, thằng này có kỹ năng nhá, không phải dạng vừa đâu. Rồi, nó xuống dưới rồi. Rồi, tao mày cứ thế mà trao đổi chiêu thức thôi. Rồi, bắn đi, tao đặt keo hồi máu. Ờ, làm sao. Rồi nha, mày chờ xong nhá, tao cuốn xong bình máu này tính câu chuyện mày luôn. Rồi, nó vẫn đang ở đấy, nó săn mình, nó không chạy em ạ. Quyết định là không chạy. Quyết định là mặt đối mặt luôn. Ok, tao cho mày hiểu vấn đề luôn. Đây, đi đâu ấy, đi lên huyện à? Thằng này bot anh em ạ. Nhìn cái tướng chạy biết thằng này bot. Bot đứng im. Ui, thằng này bắn nửa cây mình luôn này. Đúng là không thể nào mà đánh giá được qua vẻ bề ngoài anh em ạ. Đây là mình đang khinh thường người khác rồi. Giờ là mình sợ nhất mấy thằng này. Cứ giả chạy như bot xong rồi bắt đầu bắn như pro anh em ạ. Có tiếng chân, đây rồi. Lại húp vội được kill anh em ơi. Mày đâu. Đây rồi, húp. Nó cứ phải gọi là ngon. Lô. Ui, say mê lút đồ thế nhở, không biết mình ở đây luôn anh em ạ. Ui, say xưa đấy. Ui, nó chạy rồi. Nó biết rồi anh em ạ. Thôi, chạy đi trước khi mọi chuyện nó quá muộn nhá. Có thằng ở bên này bắn mình nhỉ. Đây, mình xử thằng ấy trước này. Đấy, anh em thấy không, nó bắn đau méo chịu được luôn. Rồi, ở dưới này thằng ấy cũng nguy hiểm này anh em này. Đâu rồi, từ đã bình tĩnh cho quấn bình máu. Đấy, nó mang Statuya, 3 chiêu lướt. Rồi, bây giờ mình sẽ dí thằng này đến cùng luôn, dí đến chết luôn. Tao mệt mỏi mày lắm rồi đấy. Đó anh em thấy không, đại chiến với thằng này 800 hiệp. Thề nó khôn vãi trưởng luôn. Cái đầu thằng này phải ngang cái đầu mình anh em ạ. Anh em thấy không, thằng này nó không để ý. Ấy, ui, chết thì chết luôn đi. Vẫn còn niếm được mình một viên mọi người anh em ơi. Căng nhở. Đằng sau mình có một thằng này. Rồi, một thằng đang chạy qua trước mặt mình này. Ê nhóc, quay lại. Thề nó chạy, nó không để ý đằng sau luôn. Mấy thằng này dạo chơi game gà ấy nhở. Đằng sau mình vẫn còn nhá. Bây giờ vớ vẩn là mình bị bắn bất ngờ anh em ơi. Từ, phá keo như thằng này nó ở trong keo anh em ạ. Nhìn cái keo quay tròn vào nghi. Đấy, biết ngay mà. Ui, sao lại còn đứng yên nữa, xong vào body. Kiểu này kiểu vừa nấu cơm cho mẹ vừa chơi FIFA anh em ơi. Rồi một thằng đằng sau mới gọi nguy hiểm là cái thằng này cứ táp mình từ nãy giờ luôn. Thôi chết bo luôn đi cho lẹ. Hai, cuối cùng là cũng dễ thở anh em ơi. Ô, kia có một thằng kìa. Ui trời, ngon ấy. Cái đầu này, đầu ngâm rượu anh em ơi. Rồi, thằng cuối cùng. Thằng này nó không lộ vị trí ở trên bản đồ, chứng tỏ này có giảm thanh. Nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ bắn từ hướng bên kia. Ui, top 1 luôn này. À, chết bò à.